Vì sao người xưa lại nói đại nạn không chết, ắt có hậu phúc? Quý vị khán thính giả thân mến, những câu cổ ngữ của người xưa được mọi người truyền tụng cho đến nay đều là bởi vì nó chứa đựng đạo lý bên trong. Cổ nhân đúc kết đạo lý thông qua việc quan sát những hiện tượng trong cuộc sống hàng ngàn năm qua. Đó thật sự là những quy luật khách quan dựa trên những hiện tượng có thật trong thực tế. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đây là một câu nói của người xưa đã rất quen thuộc với tất cả mọi người. Nếu như quy luật tổng kết không chính xác, người ta cũng sẽ không nói ra. Cho dù có nói ra thì cũng sẽ không được tin tưởng và không được lưu truyền. Một số người sẽ có chút nghi vấn, đại nạn không chết, đây là ngẫu nhiên. Tất có hậu phúc, đây là tất nhiên. Ngẫu nhiên và tất nhiên, tại sao lại có sự liên hệ với nhau? Nói cách khác, đại nạn không chết có nghĩa là người đó có vận may. Ngẫu nhiên một lần được vận may gặp đại nạn không chết, chẳng lẽ tất nhiên lại liên tiếp được vận may, tất có hậu phúc sao? Giống như một người ngẫu nhiên trúng giải thưởng lớn, chẳng lẽ về sau này lại tiếp tục trúng thưởng sao? Trên đời này sao có thể có quá nhiều may mắn ngẫu nhiên như vậy được? Kỳ thực, điều này bề mặt xem là không có đạo lý, nhưng trên thực tế thì lại rất có đạo lý. Mấu chốt không phải là nằm ở sự ngẫu nhiên mà là ở cái tất nhiên. Quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện sau đây trước khi chúng ta cùng đi sâu biện giải về hiện tượng kỳ lạ này nhé. Câu chuyện thứ nhất, người có mệnh quý nhân luôn được trời Phật bảo hộ. Trong Quảng Dị Ký có ghi chép lại một câu chuyện như sau. Vào thời nhà Đường có một người tên là Đỗ Xiêm, lúc còn trẻ có một lần từng từ Bồ Tân qua sông. Dòng nước bấy giờ chảy xiết. Lúc đó trên thuyền cũng có rất nhiều người. Khi người chèo thuyền tháo bỏ dây neo chuẩn bị rời đi thì bất ngờ có một ông lão từ đâu xuất hiện kêu lớn: "Đỗ Tú Tài xin chờ một lát." Ông lão đặc biệt thành khẩn, nhiều lần cầu khẩn. Đỗ Xiêm đành phải rời thuyền xuống gặp, cùng ông lão nói chuyện rất lâu. Người trên thuyền đợi mãi không kiên nhẫn được nữa, bèn ném hành lý của Đỗ Xiêm lên bờ và yêu cầu thuyền rời đi. Đỗ Xiêm cùng ông lão lúc này vẫn nói chuyện chưa xong. Khi Đỗ Xiêm quay đầu nhìn lại, đã thấy thuyền rời đi rồi. Trong tâm không khỏi tức giận ông lão này. Lại nói đến con thuyền vừa rời bến này. Khi vừa đến giữa sông thì bất ngờ sóng to gió lớn nổi lên. Cả người và thuyền đều bị nhấn chìm trong nước biển. Kết quả không may rằng toàn bộ người trên thuyền đều bị chết đuối. Lúc đó, ông lão nói với Đỗ Xiêm: "Ngài là quý nhân, cho nên tôi mới đến cứu giúp." Nói xong thì biến mất, không thấy đâu nữa. Về sau, Đỗ Xiêm thi cử đỗ đạt, nhiều lần thăng quan tiến chức đến tận Tam Công Cửu Khanh, là một vị quan liêm khiết trong triều. Vốn dĩ, lúc đại nạn lại có người cứu giúp đều là nguyên nhân. Rất nhiều người kiếp trước hành thiện tích đức, kiếp này được phúc báo, chính là người mệnh quý nhân, có được hậu phúc mà mọi người thường nói đến. Những người thật sự có thể trở thành người tài năng xuất chúng thường là những người trải qua bao gian khổ khi còn trẻ, sau đó trở thành người tài năng xuất chúng, cuối cùng hưởng phúc báo vào cuối đời. Những thanh niên vô công rồi nghề, không có việc gì làm, suốt ngày chìm đắm trong men rượu, đến cuối đời họ nhận ra bản thân chẳng có gì. Bởi thời trẻ lười biếng, không có chí tiến thủ, sống một cuộc sống vô nghĩa. Cổ nhân có câu, đức không hợp với địa vị, ắt có tai họa về sau. Ý nghĩa chính là nói, một người nếu đức hạnh không xứng với công danh, lợi lộc, thì nhất định sẽ có việc không may xảy đến. Ngược lại, nếu một người thường xuyên hành thiện, suốt đời chịu đựng rất nhiều gian khổ, vượt qua biết bao ma nạn trong đời, những người như vậy, họ thường đắc được phúc báo sau này. Xung quanh chúng ta thường thấy những người phát tài chỉ sau một đêm,
hoặc bỗng chốc có một núi tiền bất chính rơi vào túi tiền. Những người như vậy thường lái đi đường tắt, là con đường đầy rẫy nguy hiểm và bất chính. Tiền bạc mà họ có được không xứng với đức hạnh của bản thân họ. Những người thường xuyên làm việc ác, kiếm tiền bằng con đường bất chính, cuối cùng sẽ lấp kín phúc báo của chính mình và thế hệ sau này. Bởi vì những người không có đức, nếu sở hữu khối tài sản lớn, sớm muộn gì cũng bị dục vọng dẫn dắt, tiền bạc làm mờ mắt, từ đó mất lý trí và để mặc cho những ham muốn nuốt chừng bản thân. Câu chuyện thứ hai, dùng thiện đãi người, lấy đức làm gốc, họa hại rời xa. Chuyện xưa kể lại, có một người lái buôn tên Vương Thiện, dù đã 40 tuổi nhưng vẫn chưa có mụn con nào. Lần đó, ông Vương đến Tô Châu buôn bán, có một người xem tướng có tài, xem phúc họa rất chính xác. Vừa nhìn thấy Vương Thiện, ông đã lắc đầu cau mày. Ông vẫn chưa có con đúng không? Vương Thiện đáp, đúng vậy. Người xem tướng nói, ông không những không có con, mà tới tháng 10 còn gặp đại họa. Ông Vương trước giờ vẫn rất phục những thầy tướng số, nên tin ngay, không nghi ngờ gì. Ông liền vội vã thu gom vốn liếng trở về nhà ở An Huy. Lúc này đang mùa mưa, nước sông dâng cao, thuyền bè không di chuyển, nên ông Vương chỉ còn cách dừng chân ở quán trọ chờ đợi. Sáng hôm sau, ông Vương đi ra bờ sông dạo, đột nhiên thấy một người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn. Trong tình huống ấy, ông Vương liền hô lớn. Thuyền bè ai được người phụ nữ này, tôi xin trả 20 lạng bạc. Ngay sau đó, một chiếc thuyền đến vớt và đưa người phụ nữ lên bờ. Rất may cô ấy được cứu kịp thời nên đã sống sót. Ông Vương là người hào phóng nên sau đó đã lấy ra 20 lạng bạc đưa cho người chủ thuyền. Sau đó ông quay qua hỏi người phụ nữ, tại sao lại quyên sinh? Cô này đáp, chồng tôi đi làm ăn xa, trong nhà chỉ có nuôi một con heo, hôm qua đem bán lấy tiền chuẩn bị trả nợ điền chủ. Không ngờ lúc nhận bạc không để ý, bị người ta mua lừa toàn bạc giả. Tôi sợ chồng về trách mắng, gia cảnh lại bần hàn, nên không thiết sống nữa, đành tìm đường quyên sinh. Vương Thiện nghe vậy thì rất đồng cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ. Ông hỏi số tiền bán lợn hôm qua được bao nhiêu, sau đó không ngần ngại đưa cô gấp đôi số tiền đó. Người phụ nữ mang số bạc ấy về nhà. Sau khi người chồng về, cô bèn kể lại toàn bộ câu chuyện. Người chồng tỏ ra nghi ngờ, không tin. Đêm đó, hai vợ chồng tìm đến quán trọ. Khi ấy, Vương Thiện đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ. Người chồng bảo vợ gõ cửa. Vương Thiện bên trong nghe thấy có tiếng người gõ cửa, liền hỏi ai. Người phụ nữ ở bên ngoài đáp. Tôi là người sáng nay nhảy sông quyên sinh, nay đặc biệt đến bái tạ. Vương Thiện ở bên trong đáp vọng ra. Cô là thiếu phụ, ta lại là trai đơn thân từ xa đến. Đêm tối trời khuya, sao có thể gặp mặt được? Cô mau về đi, nếu như nhất định muốn gặp, thì sáng mai hãy cùng chồng cô đến đây. Chồng thiếu phụ nghe xong, lập tức xóa bỏ mọi nghi ngờ, rồi lên tiếng. Vợ chồng tôi đều đang ở đây ạ. Nghe đến đây, Vương Thiện vội khoác áo bước ra ngoài, gặp vợ chồng họ. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng rầm ở phía trong căn nhà. Ba người chạy vào trong xem. Hóa ra bức tường quán trọ do mưa lớn lâu ngày nên không chịu được đã sập xuống. Nếu như vừa rồi Vương Thiện không ra ngay kịp thời thì có lẽ cũng phải bỏ mạng rồi. Đôi vợ chồng thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh này. Sau đó họ thành kính cảm ơn lòng tốt của ông Vương. Một thời gian sau hết mưa, Vương Thiện lên đường về quê nhà. Trên đường đi, Vương Thiện gặp lại người xem tướng lần trước. Vị thầy tướng số này vừa nhìn Vương Thiện thì giật mình kinh ngạc. Mới vài tháng không gặp mà sắc diện của ông bây giờ đã đổi khác. Trên mặt tràn đầy phúc khí. Nhận định là ông vừa làm việc đại phúc mới được như vậy. Không những tránh được đại nạn mà còn tích được phúc đức vô lượng về sau. Quả nhiên, sau này vợ của Vương Thiện đã liên tiếp sinh cho ông 11 người con. Mỗi người đều rất đoan chính,
trong đó có hai người đỗ đạt cao. Bản thân ông Vương hưởng thọ 98 tuổi, gia đình sống hạnh phúc, ấm no. Qua câu chuyện trên, có thể thấy người xưa vốn rất tin tưởng vào số mệnh, hơn nữa còn rất chăm chỉ tích đức hành thiện để không cầu mà tự đắc được phúc báo. Trong xã hội ngày càng biến đổi, con người ngày càng không tin vào thiện ác hữu báo, hơn nữa còn đắc ý cho rằng tất cả mọi việc đều do bản thân mình mưu trí mà đạt được. Vậy nên người ta đua nhau lao vào cuộc sống tranh giành, lao tâm khổ tứ với mong cầu đạt được thật nhiều, tích trữ thật nhiều. Nhưng người ta lại không hiểu rằng từ sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên, tất cả đều do ông trời định đặt. Những gì hao tâm tổn sức để có được vẫn là những thứ có trong vận mệnh. Uổng công vất vả một đời, nhưng nếu trong vận mệnh không mà có, thì dẫu có vắt óc bày mưu cũng không giữ được. Vậy nên, thay vì tranh giành để có được, chỉ bằng sống lương thiện, dùng thiện đãi người, lấy đức làm gốc, có như vậy mới được thần Phật che chở và bảo hộ. Câu chuyện thứ ba, hành xử thuận theo ý trời, cuộc sống luôn có những may mắn kỳ diệu. Theo ghi chép của văn học gia thời Thanh, Bồ Tùng Linh, năm Khang Hy thứ 21, 1682, vùng Sơn Đông xảy ra hạn hán lớn. Từ xuân đến hạ, đất đai khô cằn trải dài ngàn dặm. Không một mầm cây ngọn cỏ nào may mắn sống sót. Ngày 13 tháng 6, có một chút mưa nhỏ. Khi ấy, mới có người bắt đầu trồng ngô. Đến ngày 18, lượng mưa dồi dào, nước mưa thấm quá mặt bàn chân, mọi người mới bắt đầu vào gieo trồng hạt đậu. Một ngày, có một ông lão là người thôn Thạch Môn thuộc huyện Thạch Môn, tỉnh Chiết Giang, nhìn thấy trên núi có hai con trâu đang đánh nhau vào lúc chạng vạng. Ông bèn nhanh chóng đi chạy báo với người dân trong cả thôn là hồng thủy sắp tới rồi. Sau đó, ông lão trở về thu dọn đồ đạc rồi đưa cả gia đình chuyển đến nơi khác. Lúc đó, toàn bộ người trong thôn đều cười nhạo ông. Thế nhưng không lâu sau, trời bỗng đổ mưa như chút nước, trắng đêm không ngừng. Nước suối dâng lên đột ngột, nhấn chìm vùng đồng bằng trong nước sâu vài thước. Toàn bộ nhà cửa đều bị nước bao phủ. Có người nông dân nọ, do trở tay không kịp, bất chấp cả hai đứa con nhỏ, mà chân cao chân thấp cùng vợ dìu người mẹ già lớn tuổi chạy tới nơi đất cao để tránh nước. Lát sau quay đầu nhìn lại, cảnh vật trong thôn chỉ còn thấy một vùng nước mênh mông trắng xóa, không còn thấy bóng dáng làng xóm đâu nữa. Người nông dân cũng chẳng có lòng dạ nào để lo lắng cho hai đứa con thân sinh cốt nhục mà mình đã phải từ bỏ vì không đủ khả năng cứu thoát kia nữa. Sau khi nước rút, ba người dìu nhau lảo đảo trở về nhà. Đến nơi chỉ thấy cảnh sắc điêu tàn. Một vùng nông thôn giờ chỉ còn lại những phế tích đổ nát cùng những mồ mả tang thương. Đẩy cửa vào nhà quan sát, ba người thế nhưng lại phát hiện hai đứa con nhỏ của người nông dân vẫn bình yên vô sự, ngồi ở đầu giường chơi đùa với nhau như trước, cười nói vui vẻ. Những ai biết được chuyện này đều nói đó chính là thiện báo dành cho vợ chồng người nông dân hiếu thuận. Đây là sự việc xảy ra ngày 22 tháng 6 năm 1682. Quý vị thân mến, không ít người sẽ nói đại tai, đại nạn, ai có thể tránh thoát, cũng chỉ còn cách nghe theo số mệnh trời sắp đặt mà thôi. Nhưng cha ông ta cũng có câu rất hay. Ông trời có mắt. Những người hành xử thuận theo ý trời sẽ được trời cao che chở và có thể thoát khỏi tai nạn. Từ xưa tới nay, có rất nhiều kỳ tích gặp nạn không chết đã được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Từ những câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy rõ ràng người gặp đại nạn mà không chết là người kiếp trước đã có hối lỗi sửa sai và hướng thiện. Nói cách khác, người này chắc chắn từ đó trở đi sẽ đoạn tuyệt hành ác mà tu thiện, cuộc đời về sau của họ
nhất định đã làm rất nhiều việc thiện, tích lũy rất nhiều phúc đức. Những việc thiện này được làm vào thời gian tương đối trễ, nên quả báo nhận được cũng sẽ tự nhiên đến trễ. Giống như là sau khi gặp đại nạn mà không chết, rồi lại dần dần liên tiếp hiện ra, điều này cũng được gọi là hậu phúc. Đây cũng chính là đạo lý của gặp đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Quy luật của gặp đại nạn không chết, tất có hậu phúc, kỳ thật nó chính là quy luật nhân quả báo ứng mà thôi. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Làm điều thiện sẽ được thiện báo, làm điều ác phải gặp ác báo. Giống như hối cải sửa chữa làm một con người mới thì sẽ được gặp đại nạn không chết. Đoạn ác tu thiện thì sau này có phúc báo. Dục chi tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sinh tố giả thị. Muốn biết kiếp trước mình đã gieo nhân nào, hãy xem kiếp này mình đã nhận được quả gì. Muốn biết kiếp sau mình sẽ nhận quả nào, thì cứ xem kiếp này mình đang làm điều gì. Lời nói này quả không sai.